Xin chào thiên thần bé bỏng của mẹ. Mẹ thật sự đã xúc động và mẹ nghĩ rất nhiều sau chương truyện vừa qua. Những khó khăn của các bạn nhỏ khi các con đến trường và cũng là những khó khăn tương tự của ba mẹ, thầy cô để nuôi nấng và vẫn giữ gìn các con. Sự hòa hợp lẫn nhau và hài hòa với nơi mà mình sẽ đến ấy luôn là điều tất cả phải cùng cố gắng. Nhưng những khó khăn mà mỗi thế hệ phải đối diện, mẹ biết đều khác nhau. Có điều, lòng kiên nhẫn là điều mà mẹ nghĩ rằng vẫn luôn luôn cần. Thú thật, đôi khi mẹ thấy xấu hổ vì mẹ nổi nóng với con vì những điều con làm với con đã là chính con. Cũng có đôi khi mẹ lại ước gì con có thể chia sẻ ít nhiều những nỗi niềm lo âu trong lòng của mẹ. Thôi thì chúng ta hãy cùng cố gắng vì điều tốt đẹp nhất cho nhau. Giờ kể chuyện hôm nay, mẹ sẽ đọc liên tiếp 2 chương vì mỗi chương đều ngắn nhưng lại mở ra nhiều những cảnh tượng đẹp và cảm xúc hân hoan. Chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Trường mới và con rất thích trường này. Khi đã trông thấy rõ cổng trường, Toto Chan đứng lại. Lý do là vì cổng trường mà Toto Chan theo học trước đây có cột bê tông vững chãi, tên trường cũng được ghi rất to. Cánh cổng của trường mới này lại chỉ là 2 cây gỗ thấp lè tè, mọc đầy những lá. Ôi, cổng trường từ dưới đất mọc lên, Toto Chan nói với mẹ. Nó sẽ còn cao nữa, cao hơn cả cái cột điện thoại, mẹ nhỉ? Quả thật, cổng trường là 2 cây gỗ vẫn còn nguyên rễ. Toto Chan tiến lại gần, rồi đột nhiên nghiêng đầu. Lý do là vì tấm bảng ghi tên trường treo trên cổng hình như bị gió thổi hay sao mà vèo cả sang một bên. Trường Tomoe. Toto Chan vẫn nghiêng đầu sang bên, đọc lớn tên trường. Toto Chan đang định hỏi mẹ Tomoe nghĩa là gì, thì đúng lúc ấy có một thứ tưởng chừng như chỉ có trong mơ đã lọt vào mắt Toto Chan. Toto Chan cúi thấp mình, thò đầu qua đám lá cây, nhìn vào bên trong. Ôi cái gì thế này? Rồi Toto Chan leo reo lớn lên. Ôi mẹ ơi, kia có phải là tàu điện thật không? Cái đang xếp trong sân trường ấy. Đúng là tàu điện thật. Cả một đoàn tàu gồm 6 toa, giờ không còn chạy nữa, nhưng đang được xếp trong sân trường để làm lớp học. Toto Chan thấy như mình đang nằm mơ. Lớp học tàu điện. Các cửa sổ trên đoàn tàu điện đón ánh nắng sớm mai sáng lấp lánh. Đôi mắt đang nhìn qua đám lá cây của Toto Chan cũng hấp háy sáng theo. Hai bên gò má của em ửng hồng. Ngày giây tiếp theo, Toto Chan reo lên wow, rồi chạy về phía lớp học tàu điện. Vừa chạy, Toto Chan vừa ríu rít với mẹ. Mẹ ơi, nhanh lên đi, tàu điện đang dừng đấy. Mẹ bất ngờ, vội vàng chạy theo Toto Chan. Từng là vận động viên bóng rổ nên chân mẹ cũng nhanh hơn chân Toto Chan một chút. Mẹ níu được váy Toto Chan, lúc này đã chạy gần đến cửa. Mẹ nắm chặt tay vào gấu váy của Toto Chan và nói: không được, tàu điện này là lớp học của trường con ạ. Con vẫn chưa được nhận vào đây. Nếu con muốn được lên tàu thì con hãy ngoan ngoãn nói chuyện với thầy hiệu trưởng trước. Mẹ con mình chuẩn bị đi gặp thầy bây giờ. Nếu con ngoan, con mới được học ở đây. Con có hiểu không? Chưa được lên tàu ạ. Ôi chán quá. Nghĩ vậy, nhưng Toto Chan quyết định sẽ làm theo những lời mẹ bảo. Vâng, Toto Chan trả lời thật to. Con rất thích trường này. Mẹ muốn nói với Toto Chan rằng không phải là Toto Chan có thích hay không, mà là thầy hiệu trưởng có thích Toto Chan hay không mới là điều quyết định. Nhưng trước mắt thì mẹ bỏ gấu váy của Toto Chan ra, nắm tay em đi về phía phòng hiệu trưởng. Các toa xe đều im ắng, có vẻ tiết học thứ nhất vừa mới bắt đầu trước đó không lâu. Sân trường không rộng lắm, bao xung quanh sân không phải là tường mà là rất nhiều loại cây. Trên các luống hoa, hoa vàng, hoa đỏ đang nở rực rỡ. Phòng thầy hiệu trưởng không nằm trên tàu, mà nằm trên một khoảng đất hình bán nguyệt, nhìn thẳng ra cổng trường. Lối lên là một cầu thang bằng đá có chừng 7 bậc.
Toto Chan buông tay mẹ, leo lên các bậc cầu thang. Nhưng đột nhiên em quay ngoắt lại. Mẹ đang đi đằng sau, suýt nữa thì đâm sầm vào Toto Chan. Ôi sao thế con? Mẹ vội vàng hỏi, vì lo Toto Chan đổi ý. Toto Chan đã leo lên bậc thang trên cùng, nghiêm mặt lại rồi thì thầm hỏi mẹ. Mẹ ơi, người mà mình sắp gặp đây chắc là người của nhà ga, mẹ nhỉ? Tính mẹ vốn khá là kiên nhẫn, hay nói đúng hơn thì mẹ cũng thích đùa. Mẹ áp má mình vào má Toto Chan, thì thầm hỏi lại, sao con hỏi vậy? Giọng Toto Chan lúc này lại còn nhỏ hơn. Mẹ bảo đấy là thầy hiệu trưởng, nhưng có nhiều toa xe thế này thì phải là người của nhà ga chứ. Quả thật, chẳng trường nào lại đi dùng toa tàu điện phế thải làm lớp học, nên Toto Chan hỏi thế cũng là điều hiểu được. Mẹ nghĩ vậy, nhưng vì không còn thời gian để giải thích nên mẹ đã trả lời, vậy con hãy hỏi thầy hiệu trưởng xem. Cả ba nữa, ba chơi đàn violon, ba có tận mấy cây đàn, nhưng ba có phải người bán đàn đâu. Có nhiều những người như vậy. Ừ nhỉ, Toto Chan đáp và nắm tay mẹ. Chương chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Mẹ chúc con gái của mẹ đêm nay ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp con nhé. Hẹn gặp lại con lần sau.